Hello, xin chào mọi người, quay lại với kênh YouTube của mình nha. Hiện nay cầm với số vốn vào là 3.4 triệu. Thì mình sẽ vào đánh Baccarat này cho các bạn xem với số vốn như này thì đánh như nào để có thể an toàn nhất và có thể kiếm lãi hàng ngày trong cái bộ môn Baccarat này nha. Vào bàn thì tay đầu mình sẽ đánh nhỏ là tay đầu là 300k vào nhà con. Mình sẽ bắt luôn là khung cầu 21. Bởi vì rồi, còn 8 này. Tay đầu ăn là 300k này. Thì với số vốn như này thì mình sẽ chia nhỏ vốn ra và sẽ đánh cơm gạo thôi. Thì mình sẽ đánh cao kịch là cũng 500 tới 1 triệu thôi. Và mình sẽ đánh làm sao mà cố gắng x2 số 4 của mình là mình sẽ nghỉ nha. Mình sẽ bắt tiếp là khung cầu 22. Bởi vì chơi cái này thì các bạn phải có kinh nghiệm chơi, các bạn phải biết được nhiều đường cầu. Khi các bạn vào bàn chơi, các bạn sẽ đoán trước cầu và xuống tiền. Thì vào những cái bàn này thì cầu là cũng chưa ra một cái khung cầu nào cả. Thì như cái cách của mình chơi thì mình cũng đã chơi nhiều bàn rồi và mình biết nhiều cầu, cho nên mình sẽ bắt cầu 22 ở tay này. Rồi, tay này gãy lại này. Đó, bởi vì mình bắt 22 thì nó cũng không về. Bây giờ có thể cầu sẽ chạy là 21 hoặc là khung cầu 22 à 11. Tại này mình sẽ bắt luôn là cầu 11 theo cái cầu trước. Mình sẽ đổi lại sang là 720 đi, nó hơi lắc một chút. Và mình giới thiệu qua là mình cũng có nhóm kéo ở trên Zalo cho anh em nào cần tham gia nhóm của mình nha. Thì nhóm mình cũng giúp các bạn là kéo cơm gạo thôi. Thì mình kéo nhóm cũng như là clip của mình thôi. Thì mình mỗi ngày thì các bạn bỏ ra một số vốn nhỏ nhỏ khoảng từ 2 triệu trở lên thì mình sẽ hỗ trợ kéo các bạn là kiếm cơm gạo hàng ngày. Rồi, tài này vẫn lại thua này. Bởi vì các bạn nhìn thấy là cầu đang chạy là 21. Thì cầu bên cái trước đấy là cũng có chạy nhiều. Tại này mình sẽ bích luôn là 1.2 triệu cái tại này. Thì khi các bạn vào nhóm mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn là chia vốn ra và để làm sao các bạn theo nhóm của mình thì các bạn có thể kiếm lãi hàng ngày. Thì nhóm mình thì mình sẽ kéo các bạn mỗi ca là ăn 10-20% vốn. Mỗi ca là ăn nhỏ như vậy thì nó sẽ dễ đánh hơn là các bạn đánh ăn xanh chín. Thì chơi là cơm gạo hàng ngày, mỗi ngày kiếm khoảng 2-3 triệu thì tùy vốn của các bạn nhé. Rồi, tay này bích 1.2 triệu ăn này. Quan trọng là các bạn vào các bạn đánh thua những cái tay nhỏ không sao, ăn những cái tay bích thôi. Thì mình sẽ bắt luôn là tay này nhảy sang con đánh. Sẽ đi luôn là tiếp tay này 1.5 triệu. Chơi cái này cũng không ai nói là các bạn có thể kéo thắng 100% cả. Thì chơi cái này quan trọng là các bạn đánh, đặt ra một cái target cho mình, các bạn vào các bạn chơi và các bạn phải nghỉ được. Như vậy thì các bạn mới có thể kiếm được tiền. Còn các bạn chơi mà đánh ham hoặc là các bạn cay cú, các bạn vào các bạn đánh mà muốn gỡ cái số mất của các bạn trước đấy ngay thì nó rất là khó. Còn nếu các bạn muốn chơi cơm gạo hàng ngày, có thể kết bạn của Zalo mình để ở phần tiêu đề. Thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm. Thì những anh em nào thua tha hoặc là các bạn bị đánh thua trước đấy thì mình sẽ hỗ trợ các bạn kéo 1-1 để các bạn có thể là gỡ lại cái số tiền các bạn mất trước đấy, hoặc là các bạn làm một cái việc gì đấy nhá. Rồi, hai tay bích ăn thì tay này mình sẽ đánh nhỏ lại là 500 này. Và mình đánh thì mình đánh theo cầu. Thì có những bàn thì mình sẽ đánh bệt và có những bàn thì mình sẽ đánh theo cầu. Cũng là tùy thuộc các bạn chọn bàn nha. Rồi, tay này vẫn ăn nhưng mà mình đánh nhỏ tay này. Cầu sẽ chạy là 33 hoặc là 321. Mình sẽ bắt luôn là tay này bắt cầu 321 này. Vào bàn chơi thì tâm lý các bạn phải thoải mái và các bạn vào bàn các bạn phải biết chia vốn các bạn đánh.
thì các bạn nên, nếu mà đánh an toàn nhất thì các bạn là nên đánh khoảng ăn 50% số vốn của các bạn nếu các bạn mới tập chơi. Còn nếu các bạn đã có kinh nghiệm chơi rồi thì các bạn mỗi ngày các bạn vào đánh x2 số vốn của các bạn nghỉ, đánh như vậy thì sẽ tốt hơn. Rồi, đẩy bích ăn lên một tay 1,5 triệu này, ăn những cái tay bích tay này thì mình sẽ đánh nhỏ lại này. Đó, cầu đang chạy là 3-2-1, sẽ bắt luôn là khung cầu 2-2. Chọn bàn chơi thì các bạn sẽ cũng có rất nhiều bàn và nhiều cái cầu khác nhau để các bạn chọn bàn các bạn đánh. Có những bàn thì nó sẽ chạy cầu bệt, và có những bàn nó sẽ chạy cầu ngắn, hoặc là những bàn nó sẽ chạy cầu kiểu 2-2 hoặc là 1-1. 9 cái này, cái này vẫn ăn này, cái này mình sẽ theo luôn là khung cầu 2-2 này. Nếu các bạn mới tập chơi thì các bạn sẽ không biết những cái bàn này nó có những cái cầu nào để các bạn đánh. Thì bàn thì nó cũng rất là nhiều cầu, 1-1, 2-2, 3-1, 3-2 thì nó cũng nhiều cầu. Các bạn mới tập chơi thì các bạn sẽ rất là khó đánh, bởi vì các bạn không biết cầu để các bạn đoán và trúng tiền. Tại đây chỉ có 2 thôi. Tại đây bị gãy lại này. Thì mình sẽ đi thêm một tay nữa này. Tại này mình sẽ vào là con bắt cầu 3-2-3 luôn. Chơi cái này thì các bạn không nên ham nhá, thì ăn đủ chỉ tiêu các bạn nghỉ. Thì mình ở đây thì mình cũng đang ăn ra là được 3 triệu này. Bởi vì số vốn cầm vào của mình cũng không có nhiều, cho nên là mình xác định vào đánh cơm gạo là kiếm mỗi ngày khoảng 2-3 triệu như vậy. Là mình sẽ đánh đủ chỉ tiêu là mình nghỉ. Tay này 8 này. Thì mình sẽ nghỉ tại đây nha, bởi vì có lãi rồi. Đánh cũng như chỉ tiêu ban đầu mình nói ra, thì là đánh x2 vốn của mình là mình nghỉ. Thì anh em nào cần thì các bạn cứ kết bạn số Zalo, mình sẽ thêm các bạn vào nhóm để cùng với mình kiếm tiền.